Lỡ mai mốt mà ông hối hận rồi sao? Hai đứa yêu nhau không thành, xong cái tình bạn này cũng đắt bét luôn hả? Ông gật nghĩa rằng sao? Gật là để cho đứa tối dạ nhưng bà nghĩ thêm. Chứ tôi thì dám làm gì bà. Nói cứ như là mình hiền lắm á. Hôm trước vừa mới chửi người ta xối xả xong, người ta chưa có kịp nói hết thì... Tôi biết rồi nhá, tôi phát hiện ra rồi. Tôi biết là cách để cho thế giới này trở nên im lặng rồi. Mẹ, con đã nói là không muốn lôi bé Chi về việc này. Nó mới 12 tuổi, không hiểu rõ nguồn cơn mục đích của sự việc. Giao cho nó việc này, nó lại lo lắng và hoang mang. Con không muốn như vậy. Mẹ cũng không muốn. Nhưng bây giờ còn cách nào khác? Con có cách gì không? Với lại mẹ chỉ bảo con bé quay lại đoạn video, chứ có dạy nó ăn trộm ăn cắp gì đâu. Con hiểu, nhưng con vẫn giữ quan điểm như vậy. Biết rồi. Chả hiểu tôi đẻ ra cô con gái hay là một con cua nữa. Mai này đẻ ra một đứa bướng bỉnh y như thế rồi sẽ biết tay. Sao thế? Như kiểu là em bé nấc ấy ạ. Chắc con phải đi kiểm tra. Dạo này con thấy hay bị vậy lắm. Cái cô Hiền là nhanh nhẹn thật đấy. Gửi vé cho anh rồi. Cô là dân chuyên nghiệp mà, nên anh cứ yên tâm. Bố ơi, nếu con ở cách bà gần một nửa trái đất là bao xa hả bố? Thì khoảng 13.000 km. Nếu mà tính theo đường bay. Tính đường bay là sao bố? Tức là mình đi bằng máy bay. Còn nếu đi đường bộ hay đường thủy là lâu hơn, xa hơn. Xa thế thì bao giờ con mới được về thăm bà đây? Chắc cũng hơi lâu. Như thế con vẫn muốn bà đi cùng cơ. Gôn, mẹ đã dặn là không được nhắc đến chuyện này nữa cơ mà. Vào kiểm tra đồ xem còn thiếu gì nữa không?